Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 thì em Xuân Đình sẽ tiếp tục lên giới thiệu đến các bác những sản phẩm mới về. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ có 1 2 4 sản phẩm. Hai cặp loa, một cặp Boxeal Pioneer S55T lại về cho các bác. Cặp này nghe nhạc vàng bolo rất là hay. Và kết cấu của dòng này thì lại khá là ấn tượng, nó sử dụng là hai bát kép 14 toàn bộ củ xương đúc. Ghép cùng với những dòng Omni Pioneer 7900 thì hợp như cậu với mợ ở phân khúc tầm tiền là dưới 10 triệu đồng. Một cặp loa Dinaco A25, loa nguyên zin vừa mới giật căng và căng thì nó bị rách một chút xíu. Thì em sẽ quay từng sản phẩm một. Một chiếc Omni Pioneer 7900 và một chiếc súp điện Yamaha SW160 màu vàng chanh. Súp này phù hợp cho các bác là nghe và hát gia đình và chơi những diện tích phòng từ 30 40 mét vuông. Và những dòng này thì các bác khi sử dụng chiếc súp này thì đảm bảo cả xóm thì các bác đều mê luôn, vì những dòng này thì tiếng nó cực kỳ đẳng cấp, nghe hát và bát dòng này đánh rất là tốt. Cấu hình nó là hai bát kép 20 và chơi một chiếc súp này thì nó đẳng cấp hơn một chiếc súp SW kép 320 hoặc là những dòng SW kép đề cao một bát 25 rất là nhiều, mà giá tiền thì lại chiếc súp này lại mềm mại hơn nên sử dụng hai bát kép. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác từng sản phẩm. Mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em Xuân Đỉnh theo số trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì em Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Bây giờ thì em sẽ quay từ chiếc súp trước này. Đây là chiếc súp SW160. Đấy, dòng SW160 này thì nó trang bị là hai bát kép 20. Trong này sẽ sử dụng là gân của nó là gân cao su, màng của nó là màng giấy và được tráng một lớp carbon nên cái bát của dòng này nó đánh rất là lực. Và đặc biệt nhất là những cái dòng này thì có cái cắt tần của nó xuống tận 40 Hz, nó đánh rất là tốt luôn. Đây em sẽ bật nguồn và lắp dây tín hiệu cho các bác nghe thử này. Đấy. Vừa nãy là không có sử dụng súp đâu, bây giờ bắt đầu mới cắm vào để các bác cùng nghe. Súp này thì có cắt tần đảo pha màu gỗ đẹp sang trọng, mà nó là súp điện nên chỉ cần cắm mỗi dây tín hiệu là nó có tiếng rồi, chứ nó không ăn công suất của âm ly, lấy rất căng. Đấy. Có rất là nhiều bác khách hàng khi thấy Xuân Đỉnh đang bán súp thì hay bảo là test cho các bác nghe, nhưng thực chất là cái riêng mà test về cái loa súp này nó rất là khó nghe trên điện thoại. Tại vì sao? Vì loa trầm thì nó chỉ có cái tiếng ù thôi, có cái giải trầm thôi, chứ làm sao mà test trên điện thoại mà để khen hay được cái loa súp thì rất là khó. Đấy, nên là các bác phải chú ý kỹ. Và trước khi giao bán những cái sản phẩm này thì cửa hàng bên em đều phải được kiểm tra test hoạt động tốt mới đồng bán này các bác. Một chiếc súp siêu đẹp, chiều cao của súp thì nó đạt 60. Đấy, chiều ngang của nó là 24 và chiều sâu của nó 50, nặng tầm xít soát 20 cân. Súp này đang bán mức giá là 6.800.000 đồng. Đấy, ghép tốt các bộ karaoke nghe nhạc gia đình và đánh những chiếc súp này rất là phê, rất chắc tiếng và cắt tần rất tốt, đẹp, màu gỗ sang trọng. Dòng này thì sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ là 85W, được sản xuất tại Malaysia, số series của máy là 350RT. Để cho bác chú ý kỹ nha. Đằng sau này thì có cắt tần đảo pha rất là nhiều, rất nặng và chất, toàn bộ là củ kép, mức giá là 6.800.000. Cặp số 2 đó là cặp loa Dinaco A25 đến từ Đan Mạch. Cặp này thì rất là nhiều các bác mê rồi. Gân của nó là gân cao su béo này, màng giấy này, thép đôm này. Dòng này nó có rất nhiều đời. Đấy, có đời thì nó là cái phần thông hơi ở phía trên, đấy, có đời thông hơi ở phía dưới. Đấy. Thép của nó thép đôm nhé, loa nguyên zin chưa hề tháo ốc và đây em cũng mới giật căng thôi. Nhưng cặp này cái phần vỏ thùng rất đẹp. Chỉ tiếc rằng cái phần cái căng nữa này. Đấy, căng nó thì có rách này. Cái này các bác về lấy vải các bác bọc lại, còn ở đây thì em bán cho các bác là cặp này còn nguyên cả tem Dinaco này, Scandinai này. Nguyên tem luôn, cái này căng zin nhưng hàng thì cũng mới khui từ lúc chiều nay nên em cũng không có kịp mà spa hay là làm cái bọc cái căng lại nên cứ để nguyên như này bán cho các bác, chỉ bán rẻ cho các bác thôi. Bình thường thì em đang bán là khoảng độ 6.500.000, cách đây khoảng gần một tháng, nửa tháng thôi chứ không nhiều. Nhưng hôm nay thì em bán được cặp các bác cặp này mức giá là 5.800.000 vì căng nó rách. Hay các bác mua cái vải căng, các bác có thể là mua vải cổ căng lại, nó rất là đẹp, nó chả ảnh hưởng gì cả đâu. Nhưng quan trọng là cứ có như nào thì em tả đúng cho các bác là như thế. Đây là chiếc còn lại vừa mới giật căng, để các hãng còn cái đinh.
rất nhiều đời nhé. Loa có trở kháng 8 ohm nhé. Margin Deckman loa 8 ohm. Góc cạnh thùng rất đẹp và nguyên zin, mộc mạc, không hề có spa màu mã gì cả. Chỉ tiếc là mỗi cái phần đế căng bên ngoài nó hơi xấu một tí. Mà giá thì lại được mềm đi đến 700.000 đồng so với cặp Endam bán là cặp đẹp. Và căng lại căng này thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng chủ yếu là đây là cái thứ nhất là em nhập được mềm hơn thì sẽ bán mềm cho các bác. Cặp này cặp Dinoco A25 em đang bán mức giá là 5,8 triệu, căng là xấu nhá, căng mục. Đấy, giá là 5,8 triệu. Còn về chiếc Omni 7.900 thì dòng này thì em bán cũng rất là nhiều và vẫn luôn quảng cáo với các bác ở những phân khúc tầm tiền gọi là ngon bổ rẻ. Sai chuẩn 42, điện là 100V. Dòng này đẳng cấp nhất đó là chạy sò 2 vít giống đặc 7.800 mắc đôi, cho nên cái chất âm nó rất là tốt. Công suất là 130W và sử dụng điện là 100, có hai đèn tia, mặt phay nhôm màu trắng, đẹp xuất sắc. Dòng này các bác chơi rất tốt với những dòng loa Pioneer Bass 25 hoặc các bác ghép vào những dòng loa Buxell, đặc biệt là những dòng Onkyo, những dòng Pioneer hoặc là những dòng loa châu ấy, đánh khá hay nhé. Pioneer 79 này, bé thôi nhưng mà lại rất là nổi tiếng. Dòng này đang bán mức giá là 4 triệu đồng, hàng tuyển chọn, đẹp mê đi. Về các bác chỉ việc cắm điện 100V là sử dụng thôi, giá là 4 triệu. Và cuối cùng là cặp Buxell Pioneer S55T. Này Buxell nhưng nó không phải là loại bé đâu, đây là loại to rồi. Hai bát kép 14, gân của nó là gân vải lụa màng giấy, củ xương đúc, năm chân kép 2 tầng và một tép đôm ở chính giữa. Cặp này hôm trước em cũng có bán, nhưng hôm nay lại về thêm cho các bác là hàng tuyển chọn rất đẹp, góc cạnh thùng, tuyến loa. Loa là zin tuyệt đối vì dòng này sử dụng được gân vải lụa màng giấy nên nó rất là bền. Loa có chiều cao là 54, chiều ngang của nó là 24 và chiều sâu là 30. Trở kháng của loa là 6 ohm. Đấy, công suất maximum của loa là 120W. Series của loa là 582. Hai lỗ thông hơi, góc cạnh thùng rất đẹp, sắc nét. Đây series bên này. Loa là trùng series luôn nhé. Series này trùng với gọi là số 3 số cuối điện thoại của em. Bác nào mê con số thì mai các bác cứ nạp con 3 càng. Đánh khoảng độ 100.000 thôi thì các bác có thể mua được một mớ loa rồi. Series đi nhé. 582. Hai lỗ thông hơi. Loa đẹp xuất sắc, căng cước đầy đủ và cũng rất là đẹp luôn. Căng khung nhựa, các bác giặt bằng nước là sẽ sạch. Cặp này các bác ghép rất hay với những dòng Pioneer 7.900 mà hiện tại thì em cũng vừa lên clip ở trên Zalo bộ này. Loa là 4 triệu đồng, âm ly là 4 triệu và phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu tới đây là những cặp loa rất là hay. Cặp này các bác sẽ chơi rất hay với tiếng phòng 30mV trở lên và tiếng bát xuống rất là sâu vì nó sử dụng là hai bát kép mà lại là toàn bộ củ kiềng xương đúc. Hình thức loa đẹp sang trọng mà tuyến loa này thì rất là chất, gân vải thì rất là bền rồi. Cặp loa Pioneer model của nó S55T các bác nhé. Mức giá là chỉ có 4 triệu đồng. Các bác nhanh tay alo cho em Xuân Đình. Video ngày hôm nay em Xuân Đình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.